Chào mọi người, lại là mình đây. Video ngày hôm nay thì mình sẽ lại chỉ cho các bạn tô những bức tranh, bức hoạt hình động vật sao cho thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì sẽ đi về chi tiết mọi các bạn. Tôi muốn xong nhé các bạn. Lấy cái này bao nhiêu đi chiều. Buổi chán. Sáu mươi. Bây giờ mình tiếp tục tôi muốn nhé các bạn. Thôi nhẹ thôi mà là nghe đang hay nghe vừa chưa tối mình nghe tiếp một tí đã nghe một tiếng đã như thế nghe nó muốn giả như thế mà là thôi đi mẹ lại tăng tam đi mẹ nó đang nghe à nghe tối mình nghe tiếp đấy
đấy đấy bắt đi đi thôi kết thúc như vậy. Hello tất cả mọi người, lại là mình đây. Video ngày hôm nay thì mình sẽ lại chỉ cho các bạn tô những bức tranh, bức hoạt hình động vật sao cho thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì sẽ đi về chi tiết tôi mỏi các bạn. Tôi màu son nhé mày. Tôi lấy cái này bao nhiêu cái chiều. Màu chán. Màu son mây, son mươi. Bây giờ mình tiếp tục tôi màu nhé các bạn. Thôi nhẹ thôi mà là nghe đang hề.
Nghe vừa chưa tối mình nghe tiếp một tí đây, nghe một tiếng đây, như này nghe nó muốn giờ như này mà đây thôi địt mẹ lại tam tam địt mẹ nó nghe 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 tối mình nghe tiếp đấy. Đấy, đấy. Thôi, thật đi. Thôi, thật đi.